của chức nhân đoàn cả. Hai bó hoa tươi thắm dành cho tổ dân phố thôn Vũ Nông, một là gia đình ông Triều Nguyên, hai là gia đình ông bà Thuận Nhàn. Vậy một lần nữa thay mặt cho đội dân phố thôn Vũ Nông xin chân thành cảm ơn gia đình các ông các bà đã có những bó hoa tươi thắm dành tặng cho đội dân phố của thôn Vũ Nông. Một lần nữa thay mặt cho đội dân phố thôn Vũ Nông xin chân thành cảm ơn. We'll be right back.
Mời đội trưởng của đội